này cho một bạn learner thì mình sẽ cần ở các role sau. Thứ nhất là một admin này, training manager, manager và trainer sẽ đều có thể chấm bài được cho một bạn learner. Trainer của lớp học đó nha anh chị, còn không phải trainer bất kỳ đều chấm được đâu. Cái trainer của lớp học đó thì mới chấm được bài. Thì ok, bây giờ em sẽ thao tác cho mình xem là một anh chị trainer sẽ chấm bài cho một bạn learner như thế nào. Em đầu tiên là ở bên thanh navigation bên phía tay phải, em sẽ go to trainer workspace. Em sẽ thấy danh sách các lớp học của em ở đây. Em sẽ chọn một lớp học, sẽ chọn lớp học em đầu tiên ở đây là lớp sau khi mà em các anh chị hãy nhớ là em đang là một trainer, em là trainer và em đã vào lớp học này rồi, thì thứ nhất em cũng thấy các thông tin tổng quan liên quan tới lớp học và về học viên ở đây. Cái này thì tuần trước em đã giới thiệu rồi nên là em sẽ move nhanh qua. Khi là một em là một trainer và em vào cái lớp học thì đầu tiên em sẽ kiểm tra cái learner attendance của cái lớp này. Thì em thấy là chưa bạn nào pass hết và chưa ai check in chẳng hạn. Rồi bây giờ em sẽ qua các section để em xem là những cái section này thì các bạn học viên đã hoàn thành được như thế nào rồi. Thì đầu tiên là các anh chị trainer khi mà tới phần pre-class screen này, hồi nãy như em có show cho các anh chị á, thì phần ở phần free result chỗ này hiện tại là chưa có thông tin gì hết, tại vì em có nói là các bạn learner chưa ai làm bài cả. Vậy thì hồi nãy em đã đóng vai là một learner em học rồi, vậy thì cái quiz result này nó sẽ thể hiện như thế nào? Thì mình đây hiện tại em đã thấy cái quiz rồi bằng cách là em click vào cái drop down ở cái section đó này, thì em đã thấy được là hiện tại đã có một bạn học viên là Nga đã làm rồi. Hiện tại điểm của bạn đang là 41 trên 81 và bạn đã pass cái học phần này, tại vì em không yêu cầu có được pass gì hết, chỉ cần làm thôi là pass. Thì đây em đã thấy được điểm của bạn ở chỗ này rồi. Đó là về cái bài quiz. Thì tại vì bài quiz hồi nãy em làm là nó chỉ có multiple response thôi, nên là em có thể lấy ngay được kết quả. Còn trong trường hợp mà các anh chị có một số bài tự luận đó, thì mình sẽ cần phải chấm điểm nha, thì mới thấy được kết quả. Rồi, ok, những cái material kia thì em sẽ không quan tâm lắm. Và bây giờ em sẽ tập trung vào chấm cái bài assignment mà em đã yêu cầu các bạn học viên nộp. Thì em sẽ kéo xuống section, tương ứng là section assignment ở chỗ này. Em đã thêm, em sẽ để coi thông tin chi tiết của cái material, em sẽ click vào nút drop down. Đây, ở cái phần là assignment result này, em sẽ click vào nút drop down. Khi em click xuống thì em sẽ thấy được thông tin là những bạn học viên nào đã nộp rồi. Em xin em vừa làm cho nó bị nhảy đi mất. Thì hiện tại em sẽ thấy thông tin là mới có một bạn học viên nộp bài cho em thôi, đó là bạn Nga. Đây là cái file bạn nộp. Hiện tại điểm của bạn đang là không. Thì đúng là điểm đang là không thì tại vì em chưa chấm bài mà nên là điểm đang là không. Và chắc chắn là bạn chưa có pass cái phần này rồi. Thì bây giờ em sẽ click vào tên của bạn. Em sẽ click vào bạn để bắt đầu em chấm điểm cho bạn. Đây, sau khi em click vào thì em sẽ thấy thông tin cái bài nộp của bạn học viên này. Thì thứ nhất này, em sẽ thấy được thông tin liên quan tới bạn học viên, tên và ID của bạn học viên và email của bạn. Phía bên tay phải, em sẽ thấy được là bạn nộp bài cho cái học phần nào. Thì đây, bạn đang nộp bài cho học phần là assignment performance trên marketing rồi. Hiện tại cái loại bài tập em đang chấm đó là assignment. Status not released có nghĩa là các bạn cái bài này chưa có điểm quiz và nó chưa được release tới các bạn này học. Bây giờ phần quan trọng là phía dưới này. Đây, bây giờ file chỗ này mọi người thấy ở đây cái phần bài last submitted on 12:44 vào ngày 19 tháng 3 năm 2024. Các anh chị sẽ thấy một cái file, đây là file mà các bạn học viên đã nộp. Thì các anh chị có thể xem bằng cách là các anh chị download cái file đó về. Ở đây em sẽ tải cái file của bạn đó về và em xem. Ở đây thì em là nhanh để mình chấm tới bước chấm điểm luôn nên là em không có tải về để em đọc. Còn trường hợp kia mà các anh chị trainer thì mình sẽ cần tải và mình đọc kỹ là coi là các bạn đã làm gì trong cái assignment này. Thì bây giờ giả định là em đã đọc xong cái assignment này rồi, vậy bây giờ bắt đầu em sẽ cho điểm. Thì khi mà cho điểm em sẽ thấy là tổng cái điểm tối đa của cái assignment này là 100 điểm. Cái bài assignment này yêu cầu pass sẽ là 50 điểm. Và khi em đọc thì em thấy bạn này làm cũng cũng được.
không tới nỗi tệ nhưng mà cũng không không tốt lắm, thì thôi em cho bạn 60 điểm. Sau khi cho điểm của bạn thì em có thể cho bạn một số feedback ở phía dưới. Mình có thể các bạn là mình phải thay một số thông tin, SQL là bài chưa tốt lắm. Sau đó em sẽ cần attach một cái file. Cái này là optional, không không bắt buộc. Em có thể em lại đi đâu mất rồi. Các anh chị chờ em một xíu để em quay lại cái phần mình vừa mới làm đây. Mình sai này, nó đang bị lỗi. Ôi, sao tới phần kia mình bay luôn rồi. Để em đi này. À, đây rồi. Để nhắc lại một xíu thì mình có thể feedback ở đây. Thì feedback mình có thể type vào những cái comment của mình cho bạn học viên. Các anh chị có thể thêm một cái feedback dưới dạng một cái file luôn. Có thể là anh chị gửi cho bạn một cái file mẫu kêu là đây là cái best practice cho cái assignment này, để các bạn có thể tham khảo thêm chẳng hạn. Và các anh chị cũng có thể nốt cho các anh chị trainer khác là ở đây em sẽ nốt là em đã chấm cái bài tập này rồi, các anh chị sẽ không thể chấm nữa đâu. Đấy, ví dụ như em sẽ nốt lại để cho các anh chị trainer khác cùng thấy. Và sau đó em submit. Thì các anh chị lưu ý giúp em á, đôi khi các anh chị, em nghĩ là các anh chị có thể sẽ gặp cái trường hợp đó là các anh chị đã vào tới cái giao diện này rồi, tuy nhiên các anh chị sẽ không submit được. Tự nhiên cái nút submit ở đây nó hiện là nó xám xịt, không thể submit được chẳng hạn. Thì nó sẽ xám trong cái trường hợp đó là cái bài assignment này chưa tới hạn due date. Có nghĩa là hồi nãy em có nhấn mạnh á, là cái bài due date này các anh chị chỉ có thể chấm được khi mà nó đã qua cái hạn due date thôi. Nên là khi mà các anh chị mà chưa tới due date mà các anh chị vẫn có thể xem được bài của các bạn nha. Nhưng mà các anh chị sẽ không thể chấm được điểm, không thể submit được ở đây. Nên là mình lưu ý giúp em là nếu mà mình thấy màu xám á, thì khi đó hệ thống sẽ hiển thị một cái gọi là cái gì ta, cái info cho mình biết đó là cái bài quy này hiện tại, cái bài assignment này hiện tại chưa có kết thúc, nên là các anh chị sẽ không thể chấm điểm điểm được. Các anh chị sẽ cần phải chờ tới khi cái bài assignment này kết thúc để submit được cái điểm điểm số của mình. Thì ở đây em đã set up để cho cái bài quiz này, cái bài assignment này kết thúc rồi để em có thể chấm được điểm. Và thì đây, sau khi em chấm điểm rồi thì em submit. Sau khi em submit xong thì em sẽ kiểm tra coi thử là sau khi em chấm xong như thế nào. Đây. Thì sau khi em chấm xong vậy, em quay lại cái giao diện phía bên ngoài, cái phần cái tab section á. Và ở trong cái mục cái section assignment em sẽ thấy là hiện tại bạn học viên này đã pass rồi, em đã cho bạn 60 điểm. Đây, hệ thống đã cập nhật điểm của bạn là 60 và bạn đã pass cái section này rồi. Vậy thì sau khi mà trainer chấm điểm rồi, bạn đã pass rồi, thì hiện tại em sẽ release cái điểm này ra luôn để cho bạn có thể thấy được feedback, thấy được tất cả mọi thứ liên quan tới bài assignment này. Rồi, thì cái đó là đã xong cho phần trainer rồi, là các anh chị trainer đã có thể chấm chấm điểm cho bạn học viên rồi. Vậy thì bạn học viên có thấy hay không? Thì bây giờ em sẽ quay lại với giao diện của bạn học viên này. Em sẽ kiểm tra thử là em đã pass chưa. Thì đây, hồi nãy chỗ này nó đang hiện là màu xanh dương, có nghĩa là bạn chưa có pass. Nhưng mà sau khi các anh chị trainer đã chấm điểm cho bạn rồi và release kết quả cho bạn, thì hiện tại assignment này đã chuyển thành màu xanh lá, có nghĩa là bạn đã hoàn thành cái bạn đã hoàn thành cái section này rồi. Thì cho tới hiện tại thì bạn learner này là bạn Nga, bạn đã hoàn thành hết tất cả các section mà một lớp học yêu cầu rồi. Tuy nhiên nếu các anh chị nhớ lại một xíu, thì còn để lúc mà em set up điều kiện để hoàn thành một lớp học á, em yêu cầu là bạn cần phải feedback cái class này thì các bạn mới tính là pass class. Thì các bạn học viên sẽ ở đây em chưa có thu các bạn đấy, nhưng mà các bạn học viên sẽ cần phải quay lại lớp học của mình và các bạn sẽ đánh giá cái lớp học mà mình vừa học, các bạn đã có trải nghiệm như thế nào. Thì sau khi mà các bạn đã review xong rồi, thì khi đó hệ thống sẽ tự cập nhật là các bạn đã pass cái lớp học. Đây, các bạn đã pass lớp học sau khi mà các bạn đã hoàn thành các điều kiện hoàn thành mà anh chị trainer đã set up. Thì đó là về cái UI cho learner cũng như là cái cách chấm điểm của các anh chị trainer. Rất là nhiều.
Hiện tại anh chị đang thấy màn hình nào ta? Screen. Màn screen. Đây. Ok. Thì tới đây đã là kết thúc phần product update của bên em rồi. Thì trong phần product update này mình cách để tạo okay. Thì trong phần product update ngày hôm nay em đã hướng dẫn cho các anh chị mình cách để tạo một cái lớp học mà có thứ nhất là tạo một cái quiz này, tạo một cái assignment sử dụng trực tiếp ở trên Smarter luôn. Cái thứ hai là tạo một cái class có điều kiện, có roadmap, có thể unlock và lock được các học phần theo như mong muốn của trainer, và là hướng dẫn cho learner cách để có thể học được một cách smooth nhất ở trên hệ thống là như thế nào. Còn hiện tại cho tới phần này thì không biết các anh chị tham gia có câu hỏi nào cần em giải đáp không ạ? Nghe vào chat đó. Em có ghi nhận số câu hỏi trong chat. Em có nên nói là mình đã có ghi nhận một số câu hỏi ở đây, chắc là em sẽ tắt cái share screen đi. Em có hỏi các bạn ở trong team thì em thấy là mình đang có một số câu hỏi liên quan rồi, thì em sẽ đọc từng câu hỏi một. Không biết các bạn nào đọc giúp mình được không? Thấy nhiều câu hỏi quá, giờ không biết câu hỏi nào cần trả lời hết. Thì câu hỏi đầu tiên em nhận được là định nguyên là hiện tại thì mình đã test cái phần check-in mình đã sử dụng được Ok. có check-in camera. Ok, thì em có nhận được câu hỏi đó là của chị Nguyên có hỏi là hiện tại mình đã có thể check-in bằng camera được chưa? Thì em confirm với mình là hiện tại hệ thống đã có thể check-in bằng camera thường được rồi. Hiện tại learner có thể check-in bằng hai cách. Thứ nhất là trainer sẽ check-in trực tiếp cho các bạn ở trong class operation. Thứ hai là các bạn learner có thể scan cái QR code và tự check-in được. Em confirm là được rồi nha. Rồi. Tiếp theo đó là cái câu hỏi đến từ chị Liên, đó là bên chị Liên sẽ có một số những lớp học tạo lâu dài cho học viên và cứ assign nhé cái nhân viên mới nào, thì không biết là mình có thể thêm được learner vào sau khi cái sau này start đây không. Thì như em có đề cập tới phía ở ở trước đó, nhưng mà một cái class mình đã public ra rồi, đã qua study rồi thì mình sẽ không thể thêm learner được nữa. Thì hiện tại cái giải pháp ở ở chỗ đó thì bên em đang sẽ đưa ra một cái giải pháp, đó là mình có thể duplicate được cái class, có nghĩa là một cái class, giống như hôm nay là ngày 19 tháng 3 đi, mình đang có một cái lớp on board thì mình sẽ để cái lớp học đó diễn ra trong một ngày hôm nay thôi, và mình add những learner liên quan. Sau đó ví dụ như tháng sau mình có một lớp khác thì mình sẽ duplicate cái lớp cũ ra, và sau đó thì mình sẽ thay đổi thông tin. Hiện tại các anh chị khi mà chọn cái duplicate class thì đang thấy là coming soon, có nghĩa là bên em đang làm cái function đó rồi để giải quyết cái bài toán cho mình, đó là mình có một lớp học cứ học đi học lại, nên là tạo ra nếu mà cứ tạo nhiều lớp thì mất nhiều thời gian quá. Thì trong thời gian mà chờ bên em launch được cái function mới đó là duplicate class ra, thì các anh chị chịu khó giúp em là mình tạo class cho đúng một cái trong một nhóm learner đó thôi. Khi mà mình một nhóm learner khác thì mình chịu khó tạo lớp mới giúp em trong khi chờ cái duplicate class nó đang được hoàn thiện. Qua đến phần yêu cầu tiếp theo đó là từ SCMC, thì là mấy chị có mong muốn là lần sau nghe làm rất ok để có thể chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt để có thể không cho các chị có nắm được học nhanh hơn, nó sẽ vì các chị xài tiếng Việt nên là điều khiển tiếng Anh cho mình đọc mới ra. Là các anh chị em hiểu theo ý mình ở đây là các anh chị đang muốn là cái thao tác của em sẽ được làm bằng tiếng Việt đúng không ạ? Dạ rồi, vậy thì em sẽ chú ý là sao, có lẽ là em sẽ trong cái bộ product update tiếng Việt này thì em sẽ thao tác ở trên platform mình, em sẽ để tiếng Việt, sẽ để tiếng Việt để cho mọi người dễ theo dõi hơn, và hiện tại em đang để tiếng Anh. Câu hỏi cuối cùng là cái từ clean, thì là mình có thể xem cái phần review lớp học cho channel thay vì phải đăng nhập vào tài khoản lớp nhỏ để review không? Review lớp học cho trainer, thì hiện tại đối với trainer, khi mà trainer muốn review một cái lớp học thì hiện tại trainer và learner đang là hai người khác nhau nha anh chị. Một người trainer chưa chắc đã là một người learner của cái tổ chức đó đâu, thì anh chị trainer có thể review class bằng cách là mình phải login, chắc chắn là mình phải login rồi,
Sau khi mình login thì mình sẽ vào cái class để mình xem. À, hiện tại em đâu không có cách thứ hai để anh chị trainer có thể preview lớp học. Em có cần một viên là mình có thêm cái nó để assign một lớp đó. Thì mình có thể vào trên workspace để xem cái lớp từ trước sẽ như thế nào. Đúng không? À, thì em thấy mình cũng hết câu hỏi và có lẽ mình cũng hết giờ rồi. Thì cái phần recording này bên em sẽ update ở trên YouTube của Smarter và em sẽ gửi email cho mình để khi mà mình cần thì mình sẽ tiện theo dõi sau. À, em cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia buổi product update ngày hôm nay và cũng cảm ơn các anh chị đã đưa ra các câu hỏi cũng như là đóng góp. À, và em chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào buổi product update sắp tháng 4. Thì buổi product update sẽ diễn ra vào tuần thứ ba, vào ngày thứ ba, vào ngày thứ ba của tuần thứ ba lúc 3 giờ chiều của tháng 4. Nên là em hy vọng các anh chị sẽ đón chờ những cái tính năng sắp tới của Smarter qua buổi product update đấy. Dạ. Xin chào các anh chị, bye bye mọi người.